Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Chữa Lành Tự Nhiên. Hôm trước thì có một vị khán giả hỏi Hằng rằng có huyệt vị nào trị được cái chứng bệnh hôi nách hay là không. Mùa đông thì còn đỡ, thì chứng mùa hè thì các bạn rất là khổ sở bởi vì cái mùi cơ thể khiến cho bạn ấy mất đi cái sự tự tin ở trong giao tiếp, nhiều khi còn không dám cả ra khỏi phòng điều hòa bởi vì cứ gặp thời tiết nóng ấy, nóng một chút thôi là cái mùi mồ hôi của cơ thể bạn đó nó rất là khó chịu. Thực tình mà nói thì đây là cái căn bệnh mà không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của người mắc bệnh chứng bệnh này, thế nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến cái đời sống tinh thần và cái tâm lý của họ, làm cho họ bị ngại giao tiếp này, ngại tham gia các hoạt động thể chất này và không dám ngồi gần người khác, vân vân. Trong video này thì Hằng sẽ chia sẻ tới quý vị hai cái huyệt vị duy nhất mà có thể hỗ trợ cho quý vị rất là nhiều trong cái việc mà chúng ta điều trị cái chứng bệnh hôi nách. Mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây để biết được hai huyệt vị này là hai huyệt vị nào nhé. Huyệt vị đầu tiên mà Hằng muốn nhắc tới đó chính là huyệt vị dịch môn. Huyệt dịch môn thì nó nằm ở kẽ giữa của cái ngón tay thứ tư và ngón tay thứ năm, tức là ngón tay áp út và ngón tay út này, nơi mà chỗ lõm ở cái kẽ ngón tay ngang với phần tiếp nối của phần thân với phần đầu trên của xương đốt ngón tay. Đây là cái khu vực huyệt dịch môn. Cách tác động là quý vị sẽ dùng ngón tay trỏ đi. Chúng ta sẽ dùng ngón tay trỏ cho nó dễ bởi vì ngón tay trỏ nó sẽ tác động vào huyệt này dễ hơn này. Vì khu vực này khe này nó sẽ nhỏ đúng không ạ? Chúng ta sẽ bấm vào cái khu vực huyệt dịch môn này. Đó, đến khi quý vị cảm thấy tê tức thì chúng ta nhả ra từ từ. Hoặc là quý vị cũng có thể sử dụng ngón tay cái, chúng ta bấm vào đây và chúng ta day tròn trong khoảng từ 2 đến 3 phút. Nếu như quý vị bấm thì chúng ta sẽ giữ vào tầm từ 10 đến 15 giây, sau đó quý vị nhả ra, rồi sau đó nghỉ 2 đến 3 giây chúng ta lại bấm tiếp nhịp nữa, làm như vậy trong khoảng từ 2 đến 3 phút. Quý vị làm tương tự với cái tay bên còn lại nhé, chúng ta cũng sẽ sử dụng ngón tay trỏ chúng ta bấm vào đây. Bấm vào khu vực huyệt dịch môn này. Đó, khi mà cảm thấy tê tức chúng ta giữ từ 10 đến 15 giây, sau đó quý vị nhả ra từ từ. Nghỉ 2 đến 3 giây tiếp tục chúng ta lại bấm nhịp nữa. Đó, quý vị làm như vậy. Huyệt thứ hai đó là huyệt hành gian, nó nằm ở dưới bàn chân của quý vị. Cụ thể là cái huyệt này nó sẽ nằm ở kẽ của cái ngón chân cái và cái ngón chân thứ hai trên cái phía mu bàn chân của chúng ta. Chúng ta sẽ ấn nhẹ nhàng vào cái huyệt hành gian này và day tròn trong khoảng từ 1 đến 2 phút. Đối với những người mà bị huyết áp thấp thì chúng ta không nên tác động quá mạnh vào cái huyệt vị hành gian này, bởi vì huyệt hành gian với cái huyệt thái xung ở cái khu vực mu bàn chân này này, nó sẽ gây ra, khi mà chúng ta tác động vào đây thì nó sẽ gây ra tụt huyết áp và tụt đường huyết. Chính vì thế những người mà bị huyết áp thấp thì chúng ta hạn chế tác động mạnh vào cái khu vực này. Quý vị vẫn có thể bấm nhưng chúng ta bấm nhẹ nhàng thôi. Ở những người mà hôi nách thì chúng ta xoa bóp vào hai huyệt vị này thì rất là hiệu quả. Trong đó cái huyệt dịch môn ấy thì nó sẽ có tác dụng là giúp chúng ta tăng cái tân dịch cho cơ thể. Bởi vì những người mà bị hôi nách là do cái sự bất bình thường ở trong cái tuyến mồ hôi của chúng ta. Mà quý vị biết là trong cơ thể của chúng ta ấy, mồ hôi và nước tiểu là do tân nó hóa thành. Còn nếu như tân này nó bài tiết qua da thì gọi là mồ hôi, mà nó bài tiết qua bàng quang thì hoặc là cái đường tiết niệu thì nó gọi là nước tiểu. Chính vì thế mà cái tân nó bị tổn thương thì cũng sẽ gây ra cái sự bất bình thường của mồ hôi. Và ngược lại, nếu như cái bài tiết nước tiểu và cái mồ hôi này nó quá nhiều thì cũng làm chúng ta bị tổn thương cái tân. Và dịch thì cũng có nguồn gốc từ tân, thế nhưng nó được phân biệt bởi cái sự đục, lỏng và dẻo. Lỏng thì được gọi là tân, mà dẻo thì gọi là dịch. Hai cái này nó đều là do cái thủy cốc nó hóa ra, nên gọi chung là tân dịch. Quay trở lại với cái huyệt dịch môn này, nó có cái công năng là tăng cái tân dịch trong cơ thể của chúng ta. Thường thì những người mà bị đổ mồ hôi trộm này, hay là những người mà bị hôi nách ấy, thì họ ra mồ hôi khá là nhiều, làm tổn hại đến cái tân dịch. Do đó mà chúng ta sẽ tác động lên cái huyệt dịch môn này, nó sẽ rất có ích, có lợi cho những người mà bị hôi nách, giúp chúng ta khôi phục được cái tân dịch của cơ thể. Còn về huyệt hành gian thì nó là cái huyệt tả của kinh can, có tác dụng là tả khí, tả huyết cho kinh can và có cái khả năng là tiết hỏa này, thanh hỏa cho kinh can. Bởi vì hỏa nhiều thì sẽ làm tổn hại đến tân dịch, do đó mà điều tiết lại cái kinh can thì nó sẽ hỗ trợ đắc lực cho quý vị trong việc là điều trị cái mồ hôi nách. Trên đây là hai huyệt vị tác động hỗ trợ trị chứng hôi nách. Nếu như quý vị tác động thường xuyên vào hai huyệt vị này sẽ giúp chúng ta có hiệu quả tốt trong việc điều trị cái chứng bệnh khó chịu này.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Chúc quý vị áp dụng thành công. Và bây giờ Hằng xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.